Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục điểm báo. Và ngày hôm nay thì các biên tập viên của chúng tôi đã lựa chọn những vấn đề rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta và đều là những vấn đề rất là căng thẳng, như là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Chúng ta rất khó khăn để mua được xăng dầu ở thời điểm này. Rồi câu chuyện tăng học phí, hoặc là bên cạnh đó là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Và trên thực tế đây đều là những vấn đề dân sinh đang làm nóng nghị trường Quốc hội tại kỳ họp đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội lúc này. Và chính bởi vậy, những thông tin đầu tiên chúng tôi muốn trích đọc quý vị cũng liên quan tới những vấn đề đang rất được quan tâm tại nghị trường. Và sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Báo Lao Động trang nhất và trang 2 có bài "Chất vấn và trả lời chất vấn, điều cử tri mong đợi không phải là lời hứa". Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã vừa trải qua 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan tới lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Cùng với các bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính, đã có 4 phó thủ tướng chính phủ, 7 bộ trưởng các bộ tham gia trả lời giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan. Với 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu tranh luận, các đại biểu Quốc hội cho rằng điều mà các đại biểu cũng như các cử tri cả nước quan tâm nhất là làm sao để những giải đáp được đưa ra tại phiên chất vấn phải được thực thi quyết liệt. Nếu vẫn chỉ là lời hứa thì đó không phải là điều mà cử tri mong đợi. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành chỉ thị số 9 CTBCT về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Trang 3 báo Công Thương có bài xử lý nghiêm hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu. Chỉ thị nêu rõ thời gian qua, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng dầu trên thị trường trong nước. Có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại một số địa phương đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh, ảnh hưởng nhất định đến tâm lý, đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp. Để thực hiện nghiêm túc nội dung công điện số 1039 CDTTR của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả nhiều công việc. Riêng đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, tiến hành chủ trì phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định, kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào, thực hiện nghiêm việc xử lý các cán bộ công chức buông lỏng quản lý, bao che tiếp tay cho hành vi vi phạm. Câu chuyện về mua xăng cũng được báo Đại Đoàn Kết đề cập tới số báo ra vào ngày hôm nay. Và dù rằng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo, những chi phí phát sinh trong giá cơ sở xăng dầu sẽ được cập nhật. Song trên thực tế thì các điểm bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc là bán nhỏ giọt ngày càng nhiều. Báo Đại Đoàn Kết trên trang nhất và trang 6 có bài "Khó như mua xăng". Ngày 5 tháng 11, trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phản ứng chính sách kịp thời, phối hợp hiệu quả để khắc phục bằng được hạn chế yếu kém nêu trên, đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong mọi tình huống, khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đảm bảo tính chủ động linh hoạt hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống buôn lậu, đầu cơ xăng dầu và công tác giám sát, kiểm tra, xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo vi phạm. Xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu thực hiện nâng tổng mức dự trữ quốc gia và tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Nhiều doanh nghiệp phân phối xăng dầu kiến nghị nên quy định lợi nhuận định mức của doanh nghiệp bán lẻ không nhỏ hơn 7% trên giá bán lẻ. Xem đây như là công cụ đặc biệt để ổn định thị trường, không để cho doanh nghiệp đầu mối ép doanh nghiệp bán lẻ như vừa qua dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ đóng cửa hàng loạt. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Hoàn Ngân cho rằng, tình trạng đứt gãy nguồn cung đang ở khâu bán lẻ. Thực tế, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu phản ánh càng kinh doanh càng lỗ nên phải đóng cửa. Vì nhà bán lẻ cũng có nhiều loại chi phí, nhân công, mặt bằng, phòng chống cháy nổ nên cần có tỷ lệ chiết khấu tối thiểu để duy trì hoạt động kinh doanh. Nếu trong thời gian dài, thị trường biến động mạnh với chiết khấu không đồng thì họ khó có thể duy trì kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, vệ sinh an toàn thực phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của mỗi gia đình, công nhân lao động,
người dân và toàn xã hội. Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã thay mặt Ban Bí thư ký ban hành chỉ thị số 17 về tăng cường an ninh, an toàn, lương thực thực phẩm trong tình hình mới. Chỉ thị này nhấn mạnh vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, cấp bách, lâu dài, cần sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, trong đó có công nhân lao động. Báo Lao động số ra sáng nay trang nhất và trang 5 có bài viết đáng chú ý: đảm bảo bữa ăn, sức khỏe người lao động là đảm bảo sản xuất. Mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông tin về chỉ thị số 17 CTTU của Ban Bí thư, căn cứ trên tình hình thực tế và có một số bước tiến đáng kể trong quản lý an toàn thực phẩm. Nổi bật là cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Đây là nội dung rất có ý nghĩa và được kỳ vọng là giải pháp căn cơ giúp nâng cao công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Hiện đang chia ba bộ là Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng nhau quản lý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Dưới các bộ ở ba sở mỗi tỉnh thành, cơ chế phối hợp khó khăn, chưa phát huy được hết sức mạnh tập thể. Theo trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vừa cấp bách vừa lâu dài, quan trọng là cần đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền nâng cao ý thức của mỗi người dân về sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Rõ ràng là việc đảm bảo đời sống cũng như sức khỏe của người lao động là vô cùng cần thiết để từ đó các doanh nghiệp chúng ta có thể ổn định sản xuất kinh doanh, nhất là khi mà chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối năm. Đây cũng chính là thời điểm mà rất nhiều doanh nghiệp có tình trạng là thiếu lao động. Vào dịp cuối năm, để đáp ứng đơn hàng, các doanh nghiệp, đơn vị tăng cường tuyển dụng lao động, nhất là những lao động thời vụ. Và theo ghi nhận tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dù đã tăng cường thông tin tuyển dụng nhưng các địa phương vẫn thiếu lao động, nhất là lao động có kỹ năng nghề. Trang 6 báo Phụ nữ Việt Nam có bài thiếu lao động cuối năm. Theo ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lao động Việt Nam đang không cân đối ngành đào tạo vì việc đào tạo không phù hợp theo nhu cầu thực tế. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lao động từ nay đến cuối năm 2022 sẽ sôi động. Nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 77.000 chỗ làm việc, nhất là vào dịp cuối năm để phục vụ sản xuất các đơn hàng Tết. Còn ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho rằng, tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sàn giao dịch việc làm cho thấy các ngành thương mại dịch vụ có nhu cầu tuyển lớn, nhất là lao động thời vụ để đáp ứng các dịp lễ lớn như là Noel, Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, với các chính sách hỗ trợ phục hồi thị trường lao động như hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động, chăm lo công tác an sinh, thời gian qua lực lượng lao động đã phục hồi nhanh. Hiện thị trường lao động đạt quy mô là 51,9 triệu người, tăng hơn 2,8 triệu người so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, và trước khi khép lại tiểu mục điểm báo hôm nay, chúng ta sẽ đến với vấn đề liên quan đến giáo dục. Mức thu học phí năm học 2022-2023 sẽ giữ ổn định bằng mức học phí của năm học trước. Báo Người Lao Động trang nhất và trang 2 có bài năm học này chưa tăng học phí. Theo lộ trình học phí tại Nghị định số 81, từ năm học 2022-2023, mức tăng học phí hàng năm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế mỗi năm, khoảng 7,5% một năm đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và 12,5% một năm đối với giáo dục đại học công lập. Tuy nhiên, trước những khó khăn như hiện nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Theo đó, rà soát đánh giá tác động của việc tăng học phí với học sinh sinh viên, hộ gia đình khó khăn để đề xuất chính sách học phí năm học 2022-2023 phù hợp, ưu tiên kiểm soát lạm phát.